thấy là không có vị nào đắc đạo chứng đạo được mà tu trong sự hưởng thụ, là không lẽ mình ngồi đây mình tu hoài như thế này không giúp được đời cái gì hết. Niết bàn là lúc mình đang hành trình công phu, là niết bàn đang lúc hiện tại đó chứ không phải là tương lai hoặc là đâu xa hết. Yeah. Được rồi đó. Ôi nói là cái chuông xây của thiên nhiên mới ra đây. Vậy là con nhận được đó, đêm qua con nhận được đó, chứ không phải không đâu. Đi lên núi nha. Đã không Vinh? Quá đã. Quá đĩa. Quá đĩa. Phê phê phê. Đây nè nha. Mới gất bánh nha. Dạ. Gất gì vậy? Quẹt vô mặt gì cây. Sao vậy? Sao bị vậy? Trời ơi, xíu Vinh. Hên là chỗ này nó không phải là cái vực đó con. Sao con kỳ vậy? Tập trung lại. Thì lúc đó con, nếu mà chặt cái bánh thì con phải bóp thẳng lại. Đó. Không lên nổi. Thôi để con ai xuống. Không lên nổi luôn. Tại con mắt chớn rồi. Thôi lên đi. Tao nói chào. Rồi đi. Mới chặt bánh quý vị ơi. Buồn đêm khó quá. Để chuẩn bị cho con đi đến nơi về đến chốn. Chạy đi, chạy không sao. Chạy đi. Khác có xe mình á. Lên góc nãy giờ liên tục. Ra khỏi luôn. Nó bám vô bánh á. Mới đẩy xe xong mệt quá. Tiếp tục. Đi đi đường núi vui. Nó chậm tập trục ra. Giật nè. Xuống đi, xuống, đẩy phụ, đẩy vô. Rồi, chạy đi. Đừng quý vị ơi. Thôi lên đi, chạy đi. Tối quá. Cái nhà thấy không? Đi khám phá núi gần lại gì đó. Tới nơi rồi. Thầy biết sao? Con chào thầy. Bữa nay á là ngày mùng 1, nói chung cũng khá là vui khi được về núi và đang ở trong một cái điện bàn. Và ở đây là một cái trường rất là nhẹ nhàng, bình yên và rất là nhiều luôn. Thì tối ngày hôm nay thì Quang sẽ tâm sự cùng thầy
cùng gõ chuông và cùng thiền định để cảm nhận được cái từ trường đặc biệt của nơi đây. Chuông ai nghe hay vang quá đẹp luôn. Bây giờ đi ra ngoài nha. Tự nhiên mình ngồi đây mình cảm giác rất là ấm cúng. Đây có mẹ Như Chị Phật Mẫu nè, rồi Năm Bà Ngũ Hành nữa. Và ở trong một cái hang núi như thế này rất là tối không? Bây giờ là khoảng 9 giờ tối. Thì hai cậu cháu đi thắp nhang cho điện thờ được ấm cúng. Thì khi mà mình bước vào đây á, mình thấy nó bình yên và nó an lạc làm sao á. Giống như có một cái không gian để cho mình tu tập mình tại đây á. Dựa vô đá cũng ấm áp nữa nè. Con xin không gian tại nơi đây các chư vị lắng nghe tiếng chuông của con để con xin gửi đến những cái điều lợi lạc cùng cái tần số rung động của riêng con để hòa chung cái tự nhiên và cái thiên nhiên tại nơi đây ạ. Quý số phận với hiện tại là mình ra mà còn nhiều khổ là mình còn
sáng rồi thầy. Lẹ ha, tối thui giờ sáng rồi. Thầy tụng xong rồi thầy. Thầy tụng xong rồi thầy. À xong rồi. Giờ thầy đi cấp nhà anh kêu khắp cậu thôi. Dạ. Như bạn ngồi thiền đó thầy. Dạ, ngồi thiền. Sướng quá trời, sáng rồi thầy ngồi chút quá. Quá đã luôn, quá năng lượng. Sướng không? Quá trời đã luôn thầy ơi. Sướng luôn. Không khí nó mát mát. Nó dịu. Con khi mà con thường về núi á, thầy, thì con cảm giác mỗi buổi sáng mà khi mà chúng ta thức dậy lúc mà khoảng 4 giờ mấy á, cái mình ngồi mình tụng kinh rồi mình đọc những bài kinh đó, thì nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác giống như là cái sự an nhiên á. Ngoài sự an nhiên rồi chúng ta còn cảm giác chúng ta có cái công phu đó, thì nó giúp cho cái tinh thần một buổi sáng nó được phấn khởi hơn. Giống như hồi sáng thì thầy, lúc mà thầy tụng kinh đó, con ngồi ở mẫm đá, con thiền thì con giống như có một cái từ trường ở đây thật sự, giống như lần trước mình có chia sẻ. Đúng là rất là nhẹ nhàng, bình an, và nó có một cái cảm giác nó tịch tịnh giữa một cái giữa cái chốn xô bồ. Khi mình nhìn xuống dưới bãi biển ở dưới mình thấy rất là đông, mà khi mà mình nhìn ở trên đây một độ cao càng cao càng cao, thì mình nhìn xuống thì mình thấy thật sự cái tâm mình quá là nó vắng lặng. Thì ở một góc độ nào đó, khi mà con về đây giống như không có một lời hứa nhưng mà lại về, thì cho đến ngày hôm nay thì đối với thầy cái việc mà công phu mỗi buổi sáng là như thế nào, thì con muốn thầy chia sẻ đó cho nhiều người có thể là biết thêm những cái thông tin mà khi mà về núi á thầy. Thì thầy cũng xin chia sẻ là công phu thì nó là một cái thời khóa bắt buộc đối với tăng sĩ. Là khi mà thọ giới truyền giới thì phải là cái thời khóa là bắt buộc đặng mà giữ cái tâm mình lại. Nhưng mà ở vào cái thời điểm mà buổi sáng là tốt nhất, là tại vì có thể có người thì ngồi thiền thì cái không khí, cái năng lượng từ trường buổi sáng nó còn mạnh, nó còn tốt lắm, nó thanh tịnh nữa. Thì người thiền thì người ta cũng nạp được cái năng lượng. Còn như thầy á, thì pháp thầy hành trì là tụng kinh, trì chú tụng kinh, cũng là để mà nạp thêm năng lượng cho cơ thể mình thôi. Nhưng mà cái cách tụng kinh của thầy á,
Thì thầy cũng xin chia sẻ với mọi người như thế này. Là khi mà mình tụng kinh cũng giống như là mình đang tập khí công vậy đó. Nếu mà chính xác ra mình biết cách để mình tập, đúng giống như mình đang tập thể dục vậy. Nhưng mà này về tập về cái môn khí công, về khí lực trong người mình, chứ không phải là tập về cơ bắp. Đó là cũng là sự tập thể dục. Nhưng mà đây là cũng là tập thể dục, nhưng mà tập thể dục bằng khí công, nghĩa là mình dùng cái hơi thở của mình. Khi mình đọc kinh, mình trước khi mình vào mình tụng thì mình lấy một hơi rất là dài, cũng như ca sĩ gì đó ha, lấy một hơi rất là dài ém vào trong phổi mình, rồi mình đưa ra từ 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 từ. Khi nào hết hơi thở đó là mình lại ngưng kinh, là mình lấy hơi tiếp, mà ráng cố gắng lấy hơi dài chút, rồi thả ra từ 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 từ, từng chữ từng chữ từng chữ, rồi từ từ nó quen, nó sẽ lẹ không. Thì trong khi mình tụng kinh, tâm mình vẫn đưa vào kinh, nhưng mà mình vẫn điều khiển được hơi thở của mình. Tự mình biết mình hết hơi rồi, mình phải lấy hơi vô rằng mình tập kinh. Thì khi mình lấy hơi đầy vùng buồng phổi mình ém xuống, đưa xuống đan điền, thì khi đan điền nó xuống đây nó sẽ sinh nguyên khí, rồi mình giữ lại cho nó, mình không ra ra liền, mà mình sẽ nhả ra từng chữ kinh. Thì mình cứ đọc ra từ từ, thì khí nó sẽ ra từ từ, nhưng mà nó vẫn bị ém lại đó. Thì khi mà mình ém lại đó thì mình đẩy cái hơi khí tự động, nó đẩy cái khí nguyên khí buổi sáng đó, nó đẩy khắp cơ thể mình, đẩy khắp tế bào mình luôn, nó nuôi cái tế bào mình. Đó là cái môn pháp công, khí công. Thì mà thầy đập, nếu mà mình đập một thời kinh đó, trong khoảng thời gian là 45 phút đó, thì cũng giống như là mình đang ngồi tập thở, tập thiền 45 phút vậy đó. Mà nó rất là lãi hơn. Thì mình còn vẫn, tâm mình không còn cột nữa, tâm mình vẫn bị cột vô cái kinh thôi. Không, lúc đó là niết bàn, là tại lúc đó niết bàn là lúc mình đang hành kinh công phu, là niết bàn đang lúc hiện tại đó, chứ không phải là tương lai hoặc là đâu xa hết. Đó thầy thì sẽ con thấy khi mà con làm rất là nhiều pháp môn trên đất nước Việt Nam, thì chung quy trở lại thì dù thiền hay là tịnh độ hay là bên Hoa Nghiêm hay là bên tất cả những cái pháp môn khác, thì dù như thế nào, nếu mà chúng ta chánh niệm và chúng ta biết cái cách mà chúng ta đi vào đó thì cũng tới cái cảnh giới đó, là cái sự tịch tịnh phía bên trong của mình. Giống như thầy kể, nếu mà chúng ta sử dụng cái nội đan bên trong, tức là cái nguyên thần nguyên khí của chúng ta, cộng thêm chúng ta dùng cái phương tiện là kinh á, thì nó dễ đi vào cho cái thanh tịnh. Đúng rồi, và đúng là cái giây phút gọi là cái sự phúc lạc và hỷ lạc ngay đó, là nó ngay đó, ngay nó phát khởi liền. Giống như có người thiền thì có người có thể cảm nhạc cảm được điều đó, có người tụng kinh, cũng có người có thể là không tụng kinh thì họ đọc chú, có người không đọc chú thì họ có thể là quét xăng, cũng là cái cách niệm Phật, quét xăng, quét lá. Con thấy đều hay hết. Cho nên ở góc độ đó, giống như con với thầy ngồi đây cũng muốn là khi mà mình nói lên những điều này thì không chấp gì cả, pháp môn nào cũng được, miễn là họ đi tới cuối cùng của pháp môn của họ là họ sẽ đạt được cái sự tịch tịnh bên trong, cái sự rỗng lặng bên trong. Đúng rồi, trở về với chính mình, tìm lại chính mình đó. Tại vì bao lâu nay cái tâm của mình giống như đứa con chó mình đó, chó hay con đứa con mình đi, nó đi lưu lạc ở đâu đó, không? Bây giờ mình ngồi lại dưới tâm phu, thời công phu mình, để mình tìm lại đứa con của mình đó. Đó là cái tâm chính của mình đó, tâm thanh tịnh của mình đó, đó là nó đó. Nhưng mà nhiều khi mình bị cái lục trần nó lôi kéo, lục căng nó lôi kéo đi, rồi cái tâm mình đi xa cũng không dễ về. Rồi thân với tâm nó không hòa hợp thì nó không có đủ cái trường năng lượng đâu. Hôm trước đó, con nhớ có lần là con với thầy lên Non Tiên trên kia đó, rất là đẹp. Cái thầy có nói con là đối với một số vị mà khi họ hiểu được cái thân tứ đại này trả về với tự nhiên đó. Con nhớ con lần con đi bên sông Hằng, hay lắm thầy. Người Ấn Độ thì họ sinh ra tại sông Hằng, họ tắm nước sông Hằng, họ ăn những cái vùng đất của cái nước sông Hằng, và khi họ chết đi á, thì họ thiêu xác tại sông Hằng, họ trả về tăng tứ đại, và họ chỉ làm cái đám cuối cùng ở đó thôi. Họ không có làm thêm đám giỗ đám bất cứ hết, họ chỉ nói là xong rồi, là tôi làm cái đám này cuối cùng, tôi xả xác tại nơi đây luôn. Thì nó trở thành một nét văn hóa rất rất là hay khi mình nhìn ở một góc độ tích cực. Cho nên con thấy thầy nói với con là một số vị á, mà khi hiểu được á, thì chưa vô núi, sau đó là thiền định rồi đi luôn, thì trở về tự nhiên, không có muốn vướng chấp con cháu, không muốn ảnh hưởng tới bất cứ ai, và họ đi vào trong đó. Thì con nghĩ đây cũng là một cái điều mà những người mà tu núi á, đều có phát khởi cái điều đó.
Nhưng mà con ngồi với thầy hôm nay thì con thấy là thầy năm nay cũng 60, 61. Ừ. Nhưng mà cái từ trường của thầy nó rất là tươi trẻ, tươi mới á. Cái nguồn năng lượng thầy khi mà con gần thầy con cảm giác nó rất là thoáng cái này. Con không thấy cái sự gần gũi và cái nguồn năng lượng của thầy nó luôn cho con một cảm giác là một cái sự thân mật, giống như là một người ông, một người cha mà dạy mà một đứa con phương xa về đây á. Ở cái hành trình của con đi á, thì con thấy tới ngày hôm nay nó đẹp vì con được cận kề bao nhiêu vị sư, bao nhiêu vị thầy và dạy cho con rất là nhiều những điều mà con cảm giác là nó may mắn khi khắp mọi miền đất nước, mỗi vị con học được một chút, ở thầy con học được một chút. Thì tại sao mà thầy phải chọn một con đường là mình đi lên núi mà không phải là mình tu ở dưới giống như các vị khác, mà thầy chọn con đường mà đi lên những cái nơi mà khó khăn như thế này? Cái đó là con nghĩ rất là nhiều người cũng đang tò mò. Dạ. Thì mỗi người một cái hạnh nguyện riêng, một cái sở trường riêng. Dạ. Nhưng mà thầy thì chọn núi bởi vì thầy xem hết lịch sử của Phật giáo, của tổ thầy. Dạ. Thì thầy thấy là không có vị nào đắc đạo chứng đạo được mà tu trong sự hưởng thụ. Không có sự hưởng thụ là không thể nào đắc được, khó đắc lắm. Yeah. Chỉ có những vị là tổ, đa số là khổ hạnh chấp nhận, chọn những cái gì khó khăn nhất, những gì khổ hạnh nhất chi vậy, để tu, để mà rèn luyện cái ý chí của mình, tinh thần. Khi mà mình vượt qua được đó, là giống như mình leo qua được một ngọn núi gì đó, là vượt qua được một chướng ngại rất là khó, nhưng mà cái ý chí đó nó tạo ra một sức mạnh. Cái độ thử thách nó càng cao thì ý chí khi mình đạt được đó, nó sẽ càng mạnh hơn, nó ở cấp độ cao nữa, cũng như chơi game vậy đó, mình lên cấp độ cao. Thành ra là thầy chọn ở những cái gì khó nhất để mình rèn luyện, nếu dễ quá thì mình dễ đạt quá thì cái kết quả nó không có lớn, đúng không? Mà cái gì mà khó thì mình vượt qua được, mình đạt được thì kết quả nó mới lớn hơn chứ. Yeah. Đúng không? Thành ra thầy chọn những kết quả như thế này là thứ nhất là như nãy thầy khỏe, thứ hai nữa là ở trên non này thì các vị về nhiều hơn, mấy ngày ghé thăm nhiều hơn. Ghé thăm nói chung là ghé thăm chứ không phải là ở đâu. Yeah. Người ta không ở đây, cổ nam bán của người ta. Yeah. Người ta ở trên trển á. Nhưng mà con cứ nghĩ như thế này, con đang ở trên cõi đó mà con nhìn xuống trái đất, không? Thì con thấy trái đất nó thôi thui, đúng không? Nhưng mà nếu mà có một chỗ nào có một điểm sáng gì đó thì đủ nguyên khí để mà hội trời đất để mà tụ lại, thì người ta sẽ ghé đó, hoặc là cái phong thủy rất tốt, người ta sẽ ghé tạm chân đó, thì dừng chân chỗ đó. Yeah. Để ta thưởng ngoạn đi, thưởng ngoạn cái phong cảnh của trái đất này. Yeah. Của cái cõi này. Nhưng mà ta ghé xong người ta sẽ về ra đi. Thì mình đến những nơi đó coi như là mình gần, mình dễ tiếp xúc, mình dễ giao cảm, không? Giao cảm với lại cái cõi giới kia. Yeah. Thì mình sẽ được nhận được những cái ân điển rất là mạnh, rất rõ ràng luôn. Mà trong câu trong Phật cũng nói là đạo cảm ứng năng tư nghi, đạo giao cảm ứng năng tư nghi. Cái đạo nó giao cảm với nhau, mình có giao cảm thì nó sẽ cảm ứng với nhau. Yeah. Mà khó suy nghĩ lắm, khó nói được lắm. Yeah. Mình không thể dùng lời nói mà được cái điều đó. Yeah. Nó rất là huyền bí lắm. Mình thì mình không thấy, nhưng mà ban đêm trời trăng, nhất là trời trăng, cũng có những vị người ta đi trên đó, người ta thấy cái cảnh chỗ này đẹp, người ta có thể ghé chân, ta dừng xuống, ta đáp xuống, dừng chân xuống. Yeah. Mà khi người ta đi á là nhiều lắm, chứ không phải một mình người ta đâu, cả đoàn bày, có thể có nhạc theo nè, có hương, có đồ, có hoa, có đi theo từng chư thiên mà chư thiên. Yeah. Đó thì cái đoàn vậy đó. Mà tới khi nào chỗ nào người ta dừng chỗ đó là chỗ đó phải thật là xanh bạch, sạch sẽ, không ô uế, mà nguyên cái phong thủy hoặc là cái khí nó rất là tốt, người ta mới là hợp người ta đứng. Yeah. Còn nếu mà ô nhiễm hoặc là trượt nhiều quá, không bao giờ người ta ghé. Yeah. Con thấy một số vị nói là tu thì có rất là nhiều vị chọn cho mình cái hành trình đi. Có người thì chọn cái việc mà ở tu chợ, có người thì chọn cái việc gọi là tu sơn, gọi là tu núi. Ừ. Thì
Thì đối với thầy thì thầy chọn tu núi, nhưng mà ở một góc độ nào đó thì có những người tu chợ lại cũng có những cái chứng riêng của riêng họ. Đúng. Vậy thì theo thầy, mình đâu có chắc với việc tu chợ, quan trọng là mỗi người sẽ có một cách chọn khác nhau. Nhưng mà giống như con là cái người ở Sài Gòn cũng tiếp xúc rất là nhiều cái trược khí của những cái thứ mà xung quanh của con, công việc, áp lực, cuộc sống, rồi bao nhiêu cái mối quan hệ, rồi rất là nhiều nữa. Mà khi con về núi thì giống như con được xả ra tất cả những điều đó, con nạp pin tiếp tục để con đi. Thì cái đó là cái cách của con, tức là con hay luân chuyển giữa hai thế giới của con, là thế giới rừng núi và thế giới dưới. Thì bạn bè nói mày may mắn lắm, mày hay đi rất là nhiều nơi, mày biết những cái chỗ như thế này, rồi mày lại xuống dưới mày cũng lại tiếp tục cái công việc. Thì nhưng mà theo thầy thì con nghĩ những người tu có cần là khi mà ở trên núi, khi mà họ đã bên trong họ đã vững vàng thì họ phải tiếp tục đi đi về chợ để mình đường bắt đầu mình gia chạm trực tiếp. Thầy hiểu cái ý của con rồi. Công năng mình chưa vững thì mình chỉ chọn những cái điểm này thôi, là nó thanh tịnh, nó ít cái tiếp xúc căn duyên thì để dễ tâm tịnh. Nhưng mà khi mà mình đạt được một cảnh giới nào mà cái trong cái tâm tịnh này rồi á, lúc đó mình sẽ quán thấy như thế này, là không lẽ mình ngồi đây mình tu hoài như thế này không giúp được đời cái gì hết. Thế là mình, cái tâm Bồ Đề của mình, tâm Bồ Tát của mình á, sẽ phát khởi. Thôi mình sống thì mình vẫn tu ở đây, nhưng mình vẫn phải giao tiếp dưới xuống dưới, nghe chưa, để gieo duyên, có cái cơ duyên để mà gieo duyên với chúng sanh. Anh chia để độ ta, độ được thì độ, đó là cách bắt đầu cái tâm Bồ Tát nó phát ra. Còn như thầy thì thích ở đây hơn, nhưng mà lâu lâu thầy cũng phải về dưới, thầy cũng phải làm Phật sự ở dưới. Thầy gieo duyên với mọi người chứ không phải là thầy ở trong kinh này cơ suốt. Thấy không? Là trường hợp của Châu cũng vậy, là con cũng là thích chỗ thanh tịnh, nhưng mà con muốn lăn xả vô cái chốn đó mình trải nghiệm. Cái nhất, cái hai nữa, mình có thể mình có cái gì đó mình giúp được cái xã hội đó, chúng sanh đó, thì mình tuy nhiên giúp được ai thì cũng đúng đó là đó là cái tâm Bồ Tát. Là ai cũng có thọ được cái giới Bồ Tát đó hết. Không phải là cư sĩ không, mà có thể người thường cũng thọ được cái giới Bồ Tát. Nghĩa là cái giới Bồ Tát là giới dành cho tất cả mọi người. Hãy anh người nào mà có tâm từ bi phát khởi ra, phát ra thì đó là Bồ Tát đó. Bồ Tát là chuyện giúp người không. Cái thời đại này con thấy Bồ Tát rất là nhiều. Tại vì sao? Nếu mà không có họ thì chùa không được xây dựng. Nếu mà không có họ thì những cái nơi, cái sơn như thế này sẽ không có những cái tượng được đưa lên. Nếu không có họ thì các vị sư sẽ không có phương tiện để hoằng dương chánh pháp. Đúng. Cho nên là mình không thể nói ở đứng góc độ là con gặp rất là nhiều vị hay nói với con là hãy buông bỏ đi, buông đi. Nhưng mà nếu mà tất cả đều buông, tất cả đều tu tập thì ai mà đâu hộ trì chánh pháp bằng những cái phương tiện của họ. Phải cần có những vị mà phải bước ra làm kinh tế, có những vị phải làm những cái nghề mới họ lo cho cuộc sống và hành trình của họ, thì họ dẫn hướng tới đạo, thì đó con thấy rất là đẹp. Vì mọi cái cảnh vật khi mà con nhìn ở trên núi, con thấy á, cái cây lớn nó sẽ có những cái cây con nó bám trụ lên trên đó, cái cây này chết thì tiếp tục một cái cây kia nó sống trên cái cây đó nữa, thì nó lại là một cái cây mà nó chết á, nó lại là tiếp nối cho cái cây sau này nó tốt hơn nữa. Tức là mọi thứ sắp xếp trong cái thiên nhiên này nó đều đúng hết, con thấy đều đúng hết, không có gì quá sai hết. Cho nên khi mà con đi, có nhiều người bạn, cũng có nhiều vị nói với con là thôi con ơi, tới lúc này thì con nên buông bỏ hết đây, con đi tu hay là xuất gia. Nhưng mà con sẵn đây con tâm sự với thầy, con nói hết ý con luôn là ngày xưa con cũng là một người xuất gia, và con cũng có tình hướng tới Tam Bảo và con đi tu luôn. Nhưng mà sau khi con ngồi trên núi rất là nhiều ngày, nhiều tháng, con suy nghĩ là cái hành trình không phải của con. Nó sẽ phù hợp với những vị khác. Con là phải giống như thầy nói là phải xuống núi để gieo duyên, phải tìm kiếm những mảnh đất khác để gieo duyên cho các bạn khác. Nếu mà con ngay lúc đó con đi tu thì chắc chắn không có một cái kênh YouTube Quang Châu nữa rồi. Để nhiều người biết được những cái cảnh vật khác, những cái nơi chốn khác, để có thể họ tùy vào cái căn cơ mà họ có thể trụ được. Con thấy giống như là bên mẫu đi, thì vẫn có người phù hợp bên mẫu, bên ông vẫn có người phù hợp bên ông, và Tam Bảo bên Tịnh Độ vẫn người phù hợp Tịnh Độ. Vậy sao con không xuống núi để con vừa học, con vừa thực hành và con vừa chiêm nghiệm trong cuộc đời con, để con chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho những người bạn của con, những người mà sau này họ có thể có duyên tới đâu thì họ có thể đi tìm về cái bên trong của họ. Thì đó là cái hành trình của con, để con thấy là cho tới ngày hôm nay con thấy ai cũng đúng hết. Lúc này con thấy cái cây này có thể chết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là cái chất dinh dưỡng cho những cái cây sau.
nó tốt tươi, cộng sinh đó. Nó rất cộng sinh, cộng sinh. Giống như hôm trước con ghé cái làng bè Long Sơn, có rất là nhiều cô chú nói cô chú ăn những con hào này nè, mà khi ăn xong cô chú giục con hào xuống sông thì sẽ có những con hào khác đó bám trên con hào đó tiếp tục nó sống nữa. Cho nên đó là một cái vòng luân chuyển và tuần hoàn của vũ trụ này rất rất là đẹp. Cho nên khi mà ngồi đây tâm sự, ngồi đây chia sẻ những cái điều này, con thấy nó đẹp làm sao á thầy. Cái khoảnh khắc rồi cái không gian rồi mọi thứ nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. Lâu lâu tiếng gió nó đi qua thì con thầy đều nghe tiếng gió, rồi thằng cameraman nó đi qua mình vẫn biết bước chân đó, nhưng mà mình thấy nó đẹp á, con không biết diễn tả như tại nó không còn ngôn ngữ để nói nữa. Thì nó chùa tượng nó tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, nó nói đó, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Không có văn tự, đừng có để kẹt vô văn tự. Mà nó truyền ngoài giáo phái kinh điển hết. Trực chỉ nhân tâm, thấy được cái tánh mình là Phật. Cái nhìn thẳng vào cái tâm mình, thấy được cái tâm mình. Còn những cái tâm tăng sân đó là không phải tâm mình đâu. Mà cái tâm thanh tịnh, đó là tâm mình đó. Chân, cái chân tánh của mình đó. Thì thấy được cái tánh đó là mình với Phật là đồng rồi đó. Đồng nhất thể. Đồng nhất thể đó. Thật có đấy thì gần hay lắm nha, nhiều gần nhiều cái. Mình chỉ cắt, mình phải nhìn nha. Nhìn mình nhìn phía trước, mình nhìn dưới chân, rồi mình nhìn bên hông, mình nhìn đủ thứ hết á. Thứ nhất là mình nhìn ngoài cái việc là mình để cho cái sự an toàn và chánh niệm. Thứ hai là mình còn phải quan sát, mình chiêu linh dưới cái khung cảnh quá tuyệt vời để thiên nhiên tạo nên. Mà khi đi đường con thấy rất là hay, chỉ cần mình sải bước chân là mình té. Cho nên mình lúc nào cũng phải chánh niệm, mình đi mình quan sát. Thì những tập trung. Con thấy những ai mà tu tập ở dưới, nếu mà cần thiết phải lên lo phải đi núi nha. Đi núi để mình trải nghiệm cái sự thanh tịnh của mình. Tại vì nếu mà cái tâm không thanh tịnh, đi gừng là nó loạn hết á. Đúng rồi. Nó loạn liền, còn tâm thanh tịnh mình đi mình thấy nó đẹp đó. Nó thoải mái, là lúc đó mình mới quay về thật sự luôn á. Quay về chính mình đó, lúc đó mình quay về chính mình đó. Rồi thêm cái nữa là cái nỗi sợ. Đi gần chúng ta sẽ đối diện rất nhiều nỗi sợ, ngoài cái việc hữu vi chẳng hạn như gắn ghít bao nhiêu cái con vật nó có thể là cướp đi cái sinh mạng của mình. Mình phải đối diện cái cõi vô hình đó. Con thấy nếu mà vô tình mà mình đi mà mình tại sao cái người đó đi cái con đường không có sao, mà tại sao mình đi mình lại té, hoặc là có con gì nghe nó cắn mình, hoặc là một lá cây nó tán vô mặt mình, thì đó là một cái giống như là một cái điềm để cho mình biết là mình nên chậm lại. Đúng rồi. Cho nên con thấy gần núi là một cái nơi mà nếu mà chúng ta tu tập thì các bạn trẻ nên có khoảng thời gian để về rừng, về núi nó sao? Quay về một sống bằng nhiều một hai đêm để về mà nghỉ ngơi cái này mà là trải nghiệm á, trải nghiệm như thế này thì rất là hay luôn, mở được cái tuệ con. Sáng sớm con lên ngồi như nãy giờ thầy với con ngồi nói chuyện như thế này là mình đang trao đổi cái tuệ nó mở ra. Nó giống như luân chuyển, vừa hữu vi vừa vô vi á thầy ha. Nó luân chuyển, nó tạo cho giống như chúng ta thở và có hít vô thở ra, thì cái ngôn ngữ chúng ta cũng vậy, cái pháp cũng vậy, nó được truyền là nó không phải là đứng nó cứng ngắc một chỗ, mà nó luân chuyển và nó pháp thì luôn vận hành, giống như cái vũ trụ này luôn vận hành. Có thể lúc này nó đúng mà lại hôm sau nó lại không đúng nữa, nó lại chuyển và nó vô thường. Con thấy khi mà con đi núi gì con học được cái lực vô thường nó hay quá thầy ơi. Nó hay mà nhất là cái cảm xúc của chúng ta đó. Tự nhiên mình thấy mình quạo, mình lúc đó mình thấy được quạo của nó hết quạo. Mình săn lắm. Nhưng cái mình thấy cái săn này đâu phải là ta đâu. Là tự nhiên nó mất cái săn nó luôn. Cho nên tới ngày hôm nay con thấy những cái bạn mà cảm giác mà mình hay bị mắc cái lỗi là mình nghĩ mình có lỗi và mình sai lầm. Nhưng mình hay quay lại nghĩ là nhờ cái sai lầm đó nó tạo một cái nền tảng, một cái bước tiền đề cho mình tốt hơn trong tương lai. Cho mình đôi khi con quay về con cảm ơn tất cả những hành trình con đi qua. Đôi khi nó có những sai lầm, đôi khi nó có những cái vướng chấp, và đôi khi nó có những cái điều mà mình cảm giác nó không thuận duyên á và nghịch duyên á, thì con cảm giác nhờ nó mới tạo thành một bức tranh cho con ngày hôm nay. Con cảm ơn và con biết ơn nó vô cùng luôn. Cho nên nó thấy cho đến ngày hôm nay như mình chia sẻ như thế này, mình trao đổi như thế này, con thấy nó hay là tại vì nếu mà trước đây thầy gặp con thì con đâu có thể nói được gì đâu. con luôn là một đứa trẻ mà nó còn ngây ngô, mà hôm nay con cảm giác được con nói được gì là con thấy con tuệ đó mở. Nó một phần là mình nhỏ nhỏ rồi, mình nói chuyện được như một vị sư ở trên núi như thế này là con thấy vui lắm. Thường là mình tụng kinh hoặc là mình ngồi ở đây bao nhiêu lâu rồi mình mới xuống dưới đây? Tùy duyên thôi. Nhưng mà thời kinh thì thường là 45 phút. Ráng ngồi 45 phút. Hồi đó giờ thầy ở trên cái dãy núi này á thì
thầy nói là có rất là nhiều thanh điển tinh khiết. Thì ở một góc độ nào đó thì thầy có cảm giác là thầy buổi tối thanh tịnh nhất, khi mà trăng sáng thì thầy có cảm nhận được các chư thiên, các chư vị có đi xung quanh chỗ đây không? Đấy. Trời ơi, có đi, họ có đi nhưng mà chư vị đi là cũng mình khó thấy lắm. Trời. Chỉ nghe được cái âm thanh thôi. À, âm thanh với lại cái sự giao cảm giữa cái tâm linh của mình và chư vị thôi. Yeah. Chứ còn chư vị không có hiện hình, hiện ảnh lên để mà cái đó là khác rồi đó, cái đó là ma rồi đó. Ma đó, đó là ma đó. Đó là vọng tưởng luôn rồi đó. Đó là vọng tưởng ma đó. Rồi nó dẫn mình đi. Yeah. Như mình thấy này nọ mình nói là ma đó. Nhưng mà đây là cái sự giao cảm giữa tâm linh thôi. Yeah. Không? Nghĩa là trong đầu mình có thể là nghe một cái tiếng nhạc vu dương ở cõi trên đó, nó réo rắt nhẹ nhàng. Nó cái nhạc nó không giống cái mùi hương nào, hoặc là cái nhạc nó không giống bất cứ cái nhạc nào của Trần Gian luôn. Con hồi tối con có nghe. Có nghe đó, đó. Nhưng mà không phải là nhạc ở dưới Trần Gian này nghe. Nhạc nó vu dương mà. Dương nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng lắm. Cộng thêm con hồi tối con cảm nhận được, giống như thầy hỏi con tối có nghe tiếng chuông. Đương nhiên tiếng chuông gió đó luôn. Nhưng mà còn một tiếng chuông đó là tiếng chuông âm thanh của thiên nhiên, của vũ trụ nữa, hay lắm. Tức là những cây tre, những chiếc lá mà nó cọ vô nè. Rồi cộng tiếng gió nghe giống cái thầy con hay xây chuông á, chuông xây y chang tiếng chuông xây luôn. Mà con nói hôm nay con cảm được tiếng chuông xây của thiên nhiên. Nhận được đó là coi như là nhận được đó đó. Ôi đó là cái chuông xây của thiên nhiên mà nó hay. Vậy là con nhận được đó, đêm qua con nhận được đó chứ không phải không đâu. Con nói ôi, giống như con đang trở về á. Cái từ rồi bắt đầu ru con ngủ một cái giấc ngủ an yên, và sáng bật dậy ngồi dậy quay phim. Thôi bây giờ con cái thầy xuống dưới ánh sáng. Dạ rồi, con cảm ơn thầy nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.